Bố ơi, bố ơi, mở cửa cho con cái, bố ơi. Cố vít cô veo này, mày còn vác mặt về làm cái gì? Ý đi làm cả năm về, phải về ăn Tết chứ. Bố buồn cười nhỉ, mở cửa cho con cái ạ. Thôi chịu, mày chả ho mấy hôm nay rồi, mày về làm gì nữa? Con có ho đâu, bố buồn cười nhỉ. Mẹ mày gọi điện cho tao, mày bảo là mày với thằng Long đi tay vịn ở Hải Dương, có đúng không? Thì hôm trước, con với nó đi, nhưng mà con đâu có vịn, có thằng Long vịn thôi à? Ôi giời ơi, thôi, tao không biết thằng nào vịn, mày về có mấy ngày. Rồi mày đây cho cả làng, rồi cả làng nó chửi tao à? Thôi bố mở cửa đi xem nào, con khai báo y tế rồi. Thôi, mày cầm tiền này rồi mày đi luôn đi. Bố buồn cười nhỉ. Bố yên tâm, con lúc nào cũng sử dụng máy phun phòng dịch khử trùng rất an toàn, không có sao đâu bố. Con có mang về để nhà mình phun phòng dịch. Bố ra đây mà xem, cơ sở y tế họ đều dùng máy này để phun khử trùng diệt khuẩn. Có mình xịt Takyo, bố có nói gì nữa. Mày mua mình xịt cho nhà, chứ mày có mua được cho cả làng không? Mày về chơi có mấy ngày Tết, rồi cả nàng nó xuống vào nó chửi tao à? Con biết bây giờ mẹ chưa tin con.